Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta đang thử máy. Lạc Phong có hai Zalo, một Zalo là gắn liền với số điện thoại là 090. Một Zalo là gắn với số điện thoại 052. Số 090 là số chính, còn số 052 là số phụ. Giao lưu với khán giả, số chính ít người biết. Vậy nếu bấm vào đây mà chưa bấm thì đã thể hiện Lạc Phong này. Lạc Phong thì có hai cái này. Một cái này thì bây giờ đã xóa rồi đúng không? Đó, tài khoản không còn tồn tại này. Đó. Một cái thì coi như là Tử Hiệp này. Cái này ngày xưa là coi như là cũng là Lạc Phong mà bây giờ đổi qua Tử Hiệp. Đổi qua Tử Hiệp mà bây giờ nếu như mà thực sự nếu mà cái Zalo kia mà Lạc Phong mà đừng xóa đó thì muốn xác định là Zalo đấy là của Lạc Phong hay không dễ lắm. Bây giờ YouTuber Lạc Phong cứ lên mạng xã hội cứ nói rằng đó là người ta là vu khống cho em, người ta tạo dựng những Zalo giả, email giả để vu oan giá họa cho em không có nói xấu bà Nguyễn Phương Hằng. Em nói thế đấy, ai tin thì tin, không tin thì đi qua kênh người ta mà coi, đã giải thích nhiều rồi đó. Thì cái kiểu bây giờ nó bù lu bù loa lên, nó chối và nó nói người ta là gian dối, lừa gạt, tạo Zalo giả, email giả để mà vu oan cho nó. Nhưng mà nếu mà cái Zalo của Lạc Phong mà không xóa đó là nó sẽ còn nhá. Ví dụ như cái Zalo chính này là nó còn này. Thì mấy bữa là Lạc Phong 1, bây giờ nó là Từ Hiệp này. Thì nếu mà tin nhắn ở đây còn hết thì muốn biết là Lạc Phong hay không thì mình chỉ cần gọi điện thoại này một cái á, thì biết ngay là nó nhấc điện thoại lên nó nói giọng nó thì tức là Zalo này là của nó. Nhưng mà bây giờ gọi điện thoại nó bố bảo nó cũng không dám nó nhấc máy nữa. Nó nhấc máy nó sợ lộ cho nên là nó không dám nhấc. Nhưng mà thực sự muốn biết đúng là Lạc Phong hay không thì cũng dễ lắm. Nhiều cái tin nhắn từ thời xa xưa đến giờ. Với cả là có những cái tin nhắn mà được nói là tin nhắn thoại đó, tức là tin nhắn ghi âm đó. Tin nhắn ghi âm như thế thì đúng là giọng Lạc Phong thôi. Thì như đã nói là bởi vì cái Lạc Phong kia là nó xóa rồi. Cho nên nó là không có xác nhận được là nó là giả hay thật, nhưng mà Lạc Phong này nó còn, ví dụ như bấm vào đây cái này. Thằng này á, hình như là nó rất là nghèo đó anh, nó không có tiền đó, không có tiền, nó phải đi mượn tiền Hoài Tâm để trả tiền, nó phải để trả tiền khách xe, nó phải đi mượn Hoài Tâm 4.000 đô, rồi sau đó mượn 6.000 đô rồi đòi không trả, mãi sau mới trả. Nếu mà người như nó mà kẹt từng 4.000 đô thì chứng tỏ là nó khổ thật. Đó, như thế là chứng tỏ là cái người chủ Zalo là chính là Lạc Phong thôi. Những tin nhắn thoại bật lên cái là giọng Lạc Phong, thì coi như người chủ thay vì họ nhắn bằng chữ thì họ nhắn bằng tin nhắn thoại đó. Còn nếu mà nói giả thì làm sao giả được, ngày tháng năm còn cả đống là sao giả. Thì thực sự là Lạc Phong là một người lươn lẹo đang lừa mị khán giả, lừa mị cộng đồng, không có lòng dũng cảm, nói được mà không có làm được. Rõ ràng là nói xấu xe ủi Nguyễn Phương Hằng mà bây giờ không dám nhận. Thì ta nói xấu, ta cứ nói là ta nói xấu đi, bây giờ lại chối là tôi không bao giờ nói xấu Nguyễn Phương Hằng. Trong khi chửi Nguyễn Phương Hằng là đê tiện, là con rắn độc, là con lăng loàn, cắm sừng chồng thế này thế kia tùm lum à. Lạc Phong này không có lòng dũng cảm mà bây giờ lại lươn lẹo nữa. Lươn lẹo thế thì coi như là cái nào mà bật ra thì cũng thấy là có giọng Lạc Phong hết đó. Anh bây giờ nó có rất nhiều ý kiến, nó nói rằng là thằng Lạc Phong nó lấy cớ gia đình để nó nghỉ, thì anh phải lấy một cái ý kiến ra. Anh nói thứ nhất là để làm ra một cái kênh mà hơn 1.000 sub đó, và bây giờ cái kênh của Lạc Phong đã 10.000 giờ rồi thì nó dư sức bật kiếm tiền rồi. Nhưng mà để mà làm mà nó không bật, mà để làm một cái kênh như vậy á, không nói chuyện tiền bạc mà nói nên cái chuyện mà có khán giả mà đông như vậy á, thì nó đã là một sự kỳ công rồi. Và khi người ta đã không nghĩ đến chuyện đó mà người ta muốn bỏ thì có nghĩa là không phải tự nhiên người ta muốn bỏ, nó phải có áp lực. Cái thứ hai là anh nói rằng tại sao có những khán giả nói rằng là Thám Tử Cao cũng có gia đình, mà Thám Tử Cao đâu có lấy lý do gia đình ra để thoái thác việc gì đâu. Đâu có sợ việc gì đâu mà tại sao Lạc Phong lại lấy lý do gia đình ra để mà thoái thác cái việc không làm. Thì anh thêm một câu là
Bởi vì là thằng Lập Phong nó có bao giờ nó lôi vợ con người ta ra nó nói đâu. Nó đâu bao giờ nó gọi cho chồng của một cô nào đó để mét đâu, để vu khống bịa đặt cho gia đình ai đâu. Thằng Lập Phong nó cũng chưa bao giờ vu khống bịa đặt cho vợ của Thám Tử Cao. Cô này cô quen anh nào, cô ấy trước khi lấy Thám Tử Cao quen ai thì Lập Phong nó cũng đâu có bao giờ nó lôi ra. Mà Thám Tử Cao thì đã cho biết là anh này thì cũng đã có liên hệ với chồng của chị Vân, và thậm chí là cũng có thông tin rằng là Thám Tử Cao còn có liên hệ với một số người trong gia đình Lạc Phong nữa, để xem nó có chối không. Anh cứ nói qua qua vậy đó, xem nó có chối hay không. Thế có nghĩa là do Thám Tử Cao là tự chọc vào đời tư cá nhân của người ta. Thám Tử Cao hành xử như vậy là không đúng thế nào kia đó. Anh phải xoáy vào cái ý đó, anh phải xoáy vào cái ý đó cho em, là cái thằng Thám Tử Cao này nó toàn đi chọc vào đời tư nhà người ta, khi trong khi á, là Phong không bao giờ đi chọc đời tư nhà người ta đó. Anh phải xoáy vào cái đó. Phong nó biết là nếu nó không xóa Zalo đó là mình có thể kiểm tra tin nhắn thoại, nó sẽ lòi ra cái giọng của nó, cho nên là nó mới xóa Zalo. Nó xóa Zalo kia, Zalo phụ nó xóa, chứ Zalo chính này nó không thể xóa được, tại vì Zalo chính này là Zalo là liên quan đến đủ thứ người thân rồi công chuyện làm ăn sử dụng Zalo hồi đó đến giờ nữa, cho nên là nó không thể xóa. Rồi cuối cùng bây giờ nó xóa Zalo phụ đó, thì hai Zalo của nó thì tiện cái nào thì gọi cái đấy. Cho nên là nhiều cái thì nằm trong Zalo này, nhiều cái nằm trong Zalo kia. Ok, con dê này bao nhiêu đây? 14 giờ 12 phút ngày 6 tháng 12 năm 2020, hả? Hay là ngày 12 tháng 6 năm 2020? À, giờ Mỹ là ngày 12 tháng 6 năm 2020. Anh Hồng ơi, chắc là có lẽ là em không làm YouTube nữa đâu, em cũng không có tham gia vào mạng xã hội nữa. Thực sự thì em cảm ơn anh, bởi vì tuy là em không có nhờ nhưng mà trong suốt thời gian vừa qua thì anh cũng quý mến em và giúp đỡ em nhiều trong cuộc sống, trong tư tưởng và trong nhiều cái nữa. Thì bây giờ em dừng lại, em không có làm nữa trong cái kênh thì nó cũng được 1.500 sub rồi. Khán giả thì cũng nhiều người quý mến, tuy nhiên là em không thể tiếp tục. Em cảm thấy có lỗi với anh, bởi vì anh giúp đỡ và động viên nhiều như vậy nhưng bây giờ thì em lại dừng lại. Em cũng suy nghĩ nhiều, em cũng đắn đo giữa giữa cái chuyện mà làm YouTube xong rồi lên án một cái vấn đề xã hội, vì mình quá bức xúc vì những cái vấn đề của xã hội mình lên án, tuy nhiên thì nó lại ảnh hưởng đến đến hạnh phúc của gia đình. Em cảm thấy sự đánh đổi này nó có phần gì đó khiến cho em không dám đánh đổi. Tất nhiên thì em không sợ. Em không sợ là người ta làm gì em cả, mà em chỉ sợ gia đình của em bị tổn thương thôi. Chứ còn những cái người khác mà đe dọa hoặc gì đó thì em không có sợ. Còn bây giờ thì thôi, em sẽ dừng lại ở đây, em không làm nữa. Tuy nhiên thì những cái thông tin của cá nhân cuộc sống của em á, em không có muốn người ta mang lên, người ta bình luận nó kia, mặc thực ra thì em cũng chả làm gì sai cả. Tuy nhiên em không muốn điều đó, từ trước giờ em không muốn điều đó. Mang lên thì nói chung là gia đình của em á, cha mẹ của em không có thích cái điều đó, bởi vì họ không có muốn con mình đi gây thù chuốc oán ở bên ngoài. Tại vì rồi những người thân trong gia đình em thì cũng đều có những cái vị trí xã hội
nhất định họ cũng không có muốn em dính vào cái chuyện này, tại vì trước đây khi em làm YouTube mọi người không có biết, không hiểu sao mới hôm nay thì mọi người biết và đã gọi điện cho em yêu cầu em không được đi đánh nhau, không được, nói chung là không có được làm những cái chuyện đó. Rồi chuyện vợ chồng của em á, cũng không có hòa thuận vì cái chuyện mà em làm YouTube và nó xảy ra nhiều cái điều tiếng. Mặc dù thì em cảm thấy mình không làm gì sai, các khán giả nghe và cũng biết em sống như thế nào. Tuy nhiên thì cái câu chuyện xã hội, cái câu chuyện của nhà ông Vân nó cũng đi đến gần hồi kết rồi. Dù có em ở trên mạng xã hội hay không thì câu chuyện nó cũng sẽ vẫn diễn ra như vậy thôi. Ông Vân thì cũng vẫn có tội thôi. Em vẫn khẳng định quan điểm của em là như thế. Ông Vân vẫn có tội và ông Vân sẽ phải chịu tội trước pháp luật. Đó là điều đương nhiên. Còn nếu như cái thông tin của em mà chỉ cần bất kỳ một ai đưa lên thì em sẽ chỉ có hai người thôi, là Thám Tử Cao và Trang Vina Official. Bất cứ thông tin nào của em được đưa lên bản tán thì đương nhiên đó là ngày tận tận số của họ rồi. Em khẳng định điều đó. Một khi mà để vợ em rơi nước mắt hay là để ba mẹ em phải muộn phiền thì đó là ngày tận tận số của Thám Tử Cao và Trang Vina. Bây giờ em không cần biết, em chỉ cần biết hai người này thôi. Trang Vina sẽ còn về Việt Nam, Thám Tử Cao thì em biết nhà, biết cửa, biết tất rồi. Và Thám Tử Cao nó đã điều tra ra em là ai thì nó cũng biết được cái khả năng của em có thể làm được gì rồi. Nhưng bây giờ mình không có muốn là cái chuyện mà mình đi đánh đổi với nó, cái chuyện đó mình em không có muốn. Còn một khi á mà đã chiến với nhau á thì Thế đấy, lòng người thay đổi, con người đã thay đổi. Là Phong ngày ấy bây giờ từ Tuấn Hiệp. Ngày xưa thì cũng có vẻ là khí khái, trượng nghĩa. Bây giờ thì vì tiền YouTube thay đổi hết trơn, biến chất. Mà YouTuber Lạc Phong cứ nói là người ta giả Zalo để hại Lạc Phong, vu khống như Lạc Phong, giả email, gmail thế này thế kia. Nhưng mà thực sự những cái tin nhắn Zalo thì đâu nó còn đó thôi. Hai nick thì là hai nick, một nick bị xóa rồi, một nick còn lại đây. Và giả dụ như cái nick kia mà không bị xóa đó thì sẽ kiểm tra xong là quay màn hình xong rồi cũng gọi điện kiểm tra ra giọng nói thì ra chủ chủ của Zalo thôi, hoặc là cái tin nhắn thoại này chẳng hạn, tin nhắn thoại nó còn đây thì vẫn là giọng của Lạc Phong nó, chứ làm sao mà ai làm giả được. YouTuber Lạc Phong nói là bị người ta làm giả là không đúng, nói như thế thì nhiều người khán giả họ không biết thôi, chứ những người mà YouTuber và những người sử dụng Zalo nhiều thì đều biết rằng là những thông tin này là thông tin đúng. Và những người khán giả mà ủng hộ cho Lạc Phong là đang bị Lạc Phong lừa, đang giúp cho Lạc Phong kiếm tiền YouTube trên một cái sự giả dối, là dám làm mà không dám nhận, và vẫn vu khống cho người ta rằng đó là người ta vu oan cho mình, trong khi sự thực nó là như thế, tức là biến vu vu khống cho người tốt thành người xấu, còn bản thân YouTuber Lạc Phong xấu thì lại thành người tốt. Như thế là ngược những giá trị thôi, ngược những giá trị thì phải trả giá những cái chuyện đấy, là hậu quả nó sẽ đến thôi, chứ không thể nào mà qua mặt hoài rồi có thể là thoát tội được và có thể chí trả được. khi mà đã chiến với nhau ạ thì mình chảy ra thì nó cũng tróc vảy thôi. Và chắc chắn là em ngồi em suy nghĩ, em suy nghĩ lên một cái bản cân là thằng này thì thằng nào nó cũng vào tù thôi. Nó cái án treo lơ lửng ở trên đầu nó rồi. Với thứ hai là bây giờ nó lập ra rất là nhiều những cái nhóm án oan. Rồi nó sử dụng cái nick của phụ nữ tên là gì đó, nó nói những cái gì ở trong cái group kín của nó, em cũng có đầy đủ hết các bằng chứng thông tin rồi. Không phải là chỉ có em mà kể cả an ninh mạng hay tất cả mọi thứ thì họ cũng đều nắm về nó hết rồi. Tức là cái số phận của nó đã được an bài, nó chỉ có thời gian thôi, hoặc là cái mức độ của nó đến đâu mà người ta quyết định như thế nào thôi. Tức là chả cần đến mình có ra tay không ra tay cũng chả cần đến mình, mà mình cũng có ra tay thì nó tổn thương thì mình cũng sẽ tổn thương. Và em đặt lên một cái bản cân là
giữa em và nó. Tự nhiên bây giờ mình đi, mình đằng nào thì nó cũng tức là mình không đánh thì mình cũng thắng rồi. Bây giờ tự nhiên mình lại nhảy vô, thành ra là nó sẽ giống một kiểu là chó cùng rất dậu, là tự nhiên chó sắp chết rồi mình nhảy vô cho nó táp mình cái, mình đá nó cái nó cũng chết, nó mình không đá nó cũng chết rồi, nó táp mình cái thì mình bị dại. Thì ok, thì nó nói với em là nó xóa hết thông tin rồi, nhưng mà em không nghĩ là nó xóa, em vẫn nghĩ là nó vẫn còn đang lưu, kể cả trang Vina thì nó cũng còn đang lưu. Tuy nhiên là nó có đưa lên thì hay không đưa lên á thì nó cũng chả làm gì được em, bởi vì em không có vi phạm pháp luật, em cũng sống một cách đàng hoàng. Ở ngoài xã hội á, con người thật của em á, thì mọi người cũng đều rất là yêu mến em, chỉ có vậy thôi. Tuy nhiên thì em nghĩ là vì vợ em muốn thế, vì gia đình em muốn như thế, bởi vì một ngày em mất 3 4 tiếng đồng hồ, khoảng 4 tiếng đồng hồ, thậm chí 5 tiếng đồng hồ để em nghe các cái kênh YouTuber kia họ nói cái gì. Sau đó em nắm sự việc thì bắt đầu em lại ngồi cả tiếng đồng hồ để em ngồi em làm một cái video, em lựa nhạc rồi em chỉnh cái nọ chỉnh cái kia, rồi đi tìm kiếm cái hình ảnh này hình ảnh kia, thì nó sẽ chiếm vào cái quỹ thời gian của gia đình, và bình thường thì em cũng còn làm việc nữa. Mọi người cảm thấy bức xúc về chuyện đó, bởi vì vốn dĩ là người ta làm á, thì người ta có tiền, như anh thấy Thám Tử Cao hay là Toán Trần hay là gì họ làm thì mỗi tháng họ nhận về, hay bà Lan nó nhận về mấy chục triệu, Thám Tử Cao nhận về hàng trăm triệu, nhưng bà Lan nhận về 20 30 triệu đó. Và trong khi mình làm mình không phải vì tiền, ngay từ đầu mình xác định từ đầu là mình làm để cho chơi, một chỗ giao lưu vui vẻ, để nói lên cái chính kiến, bởi bọn em sinh hoạt ở bên Facebook nó hơi bất tiện một xíu, thành ra nó mới tràn sang cái YouTube. Mà Facebook thì cứ lên cái nick nào thì nó đánh sập cái nick đó, mình rất mình chán mình nhảy sang YouTube mình chơi, nhưng mà mình chơi nhưng mình chơi quá đà, đâm ra bây giờ suốt mấy tháng nay á, là ngày nào cũng lên 2 3 video rồi đó, là không có thời gian cho gia đình. Và đến khi mà biết cái chuyện mà em sắp đi đi xuống dưới đó, huy động anh em cũng thuê xe xong rồi cũng ngồi họp bàn anh em sẽ đi xuống đó gặp công an như thế nào, ai đứng ở đâu làm gì, thì nói chung mọi người đã không chấp nhận cái điều đó và đã cho rằng cái hành vi của em là gây mất trật tự và chẳng mang lại cái lợi lộc gì. Họ nói rằng em làm cái gì thì cũng phải nghĩ đến họ, chứ không phải là chỉ vì cái tôi của em thích làm gì thì làm. Em đã 30 mấy tuổi đầu rồi, em có sự nghiệp, có công việc, có cái uy tín của mình, đừng có để vì cái chuyện này mà nó đánh đổi đi cái uy tín của mình. Em suy nghĩ em cũng thấy em sẽ chưa quyết định đâu, tuy nhiên là thôi cứ tạm thời mình chiều ý gia đình. Nhưng mà Thám Tử Cao hay là Trang Vina thì cứ thử mang thông tin của mình lên mạng đi, cứ thử mang thông tin lên mạng đi thì sẽ biết nha, cứ thử đi. Cứ thử đi. Mình cũng rất là mong các bạn đăng lên để mình có một cái cớ nha, chứ bây giờ mình không có cái cớ, một khi đã đăng lên rồi thì thoải mái nha, có cái gì thì cứ đăng lên đi Thám Tử Cao nha. Còn ở đây cũng sẵn sẽ nhắn gửi luôn Trang Vina với Thám Tử Cao, là hiện tại chỉ có 2 người này là nắm giữ những cái thông tin cá nhân của em, họ biết rõ gia đình em, bố mẹ em, anh chị em, bạn bè làm cái gì gì đó, đại khái như vậy. Thì em không có muốn họ làm phiền đến người ta, giống như là nó đã gọi điện về cho chồng chị Vân, gọi điện về cho anh chị em họ hàng nhà chị Vân á, chị Just Wonderful á. Nó nói này nói kia làm phiền, xong rồi cuối cùng gia đình nhà chị Vân lại chửi chị Vân. Thì em cảm thấy cái hành vi đó nó khá là mất đạo đức. Còn cái chuyện mà em đưa cái hình ảnh của ông Ngư lên á, là bởi vì là ông ấy vào kênh của em, ông ấy comment, ông ấy chửi em phải đưa lên. Và ông ấy vào các cái trang Facebook của tụi em để ông chửi tụi em thì tụi em mới đưa lên, chứ bình thường tụi em đâu có dính gì đến cái chuyện người lớn, đâu có đưa ông lên làm gì, nhưng em cũng đâu đưa con cái của cô Lan hay cô Tuyển Lê lên đâu đó, tụi em đâu có đưa mấy đứa nhỏ nhà ông Vân lên đâu, chỉ nói về ông và nói về 2 đứa con Hoàng Nhất Nguyên của ông thôi.
Nhưng mà bạn ấy giờ nó chơi mấy cái chiêu nó cứ gọi về cho người thân của người nọ người kia, nó làm phiền họ, xong rồi nó cho người đến nhà rình rập làm phiền gia đình, thì em không có muốn một ngày fan của nó gọi vào cho máy máy của em chửi với em rất nhiều. Có lần con gái của em bắt máy nó cũng chửi luôn, em mới không cho nó cầm một cái máy này nữa. Nói chung em lo cho gia đình thôi, chứ không mình sợ gia đình mình phiền đấy, chứ chả sợ gì cả. Nhưng mà đấy, thám tử cao mà nếu mà thông tin của mình bị lộ ra thì là mình sẽ tìm thám tử cao, lúc đó là không còn gì để nói nữa. À, lúc đó là cuộc chiến giữa hai thằng đàn ông lúc đó là sẽ đổ máu thôi. Đây không phải lời đe dọa, kể cả là một là vào tù, hai là một thằng nhập viện, bởi vì một khi bạn đã đụng đến cuộc sống của mình thực sự rồi ạ, thì lúc đó không còn gì để nói nữa. Lúc đó đừng có nói lý lẽ là thế nọ thế kia, tại vì á chính mày á, mày nói mày xóa thông tin tao đi rồi, thì bây giờ nó lọt ra là chỉ còn mày thôi. Ok, thì lúc đó tao chỉ kiếm mày hoặc kiếm con Trang Vina thôi, nói thẳng là như vậy đó. Thì hôm nay mày cũng gọi điện, mày cũng nhắn tin, mày thăm hỏi tao thì ok, mày cũng chúc phúc cho tao thế nọ thế kia, mày cũng dành những lời tử tế thì ok, cảm ơn mày. Nhưng mà mày cứ thử đưa lên đi nhá, mày cứ thử đưa lên, mày bình phẩm về gia đình tao đi. Thì lúc đó sẽ có chuyện để nói với chuyện với nhau, nói thẳng là như vậy. Ngay từ đầu tao đã xác định, tao đã từng tuyên bố mọi người, tao xác định là xong cái chuyện nhà ông Vân thì tao xóa kênh, tao không không có làm nữa. Từ ngay từ những video đầu tiên tao đã nói như vậy rồi, tao đã nói tao mở ra chỉ để chơi cho vui thôi. Thì bây giờ á, nói cho mày biết này, nhà ông Vân á không còn lâu nữa đâu, cho nên á giờ tao dừng thì nó hơi sớm một xíu thôi, hơi sớm một xíu thôi, thôi thì đằng nào thì cũng dừng. Nói cho mày để mày biết là mày cũng nên cẩn trọng với cuộc sống. Ok, mày chúc tao thế nọ thế kia thì thôi, ok mình lịch sự nhá, thì tao cũng chúc lại mày cẩn trọng đi, kẻo vào tù á, vào tù ngồi á nha. Còn tao thì không bao giờ đi tù được, hiểu chưa? Vì tao không có làm trái pháp luật, tao chỉ làm đúng pháp luật thôi. Còn mày á, mày đừng có lo giang hồ, mày lo pháp luật sở gái mày đi. Còn bà Trang Vina á, bà cứ thử đưa thông tin tôi ra đi, bà khỏi phải đe dọa. Tôi thách bà đó, tôi thách bà đó, nói thẳng luôn nhá. Ok, thông qua kênh của anh chia sẻ với chú thì cũng cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả các khán giả quý mến. Hầu hết khán giả của Phong đều là từ của anh chia sẻ với chú sang, một số thì cũng của các anh em khác, mặc dù nó không nhiều, mặc dù cái kênh kênh của mình chỉ có 1.500 sub thôi, nhưng mà cái lượt xem các video á thì nó thường lên đến 3.000 4.000, tức là 200%, hơn 200%. Thì các bạn cứ tưởng tượng ví dụ như một cái kênh mà 10.000 người thì thường cái lượt view nó sẽ lên đến 20.000 30.000 thì là rất cao, đúng không mọi người? Thì tức là cái lượt xúc của mình ít nhưng mà cái lượt view thì lại rất nhiều, thành ra là mình cảm thấy rất là vui. Mình làm mới có hơn tháng này thôi, 2 tháng này cảm thấy vui và cảm thấy cũng tự hào, cảm thấy được mọi người quý mến. Cái lượt comment ở trên kênh của mình thì cũng rất là nhiều, và đa phần thì là comment tích cực, comment yêu thương, mặc dù thì mình cũng chả bao giờ đi xóa những cái comment đó cả. Và đến nay thì mình cũng rất tự hào.